Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mình lên cho cả nhà một con khách nè, khách cứng nha cả nhà. Gặp người là gù nha. Con này thì hơn 1 năm tuổi. Gặp người là gù nha. Không cần búng tay hết nha. Bước vô gặp người là gù. Rất là đẹp nha cả nhà. Giá cũng rất là mềm luôn. Trại mình thì ở gần Phật Ảnh Lấp Vòng Tháp nha. Nếu mà anh em nào ở gần thì lại xem trực tiếp nha. Còn ở xa thì mình có gửi trên xe nha. Zalo mình là 0368 213 731. Cả nhà ai có nhu cầu thì các bạn Zalo để mình tư vấn nha. Thì mình ship được là khu vực miền Tây, Sài Gòn, Bình Dương, Bình Phước, Phan Thiết, Ninh Thuận, Đắk Lắk, Tây Ninh, Đồng Nai này kia. Nói chung là tại vì mấy cái chỗ đó mình có gửi xe rồi đó, cho nên biết nha. Hoặc là chỗ nào mà có xe tới luôn mình vẫn gửi ok nha. Cả nhà ai có nhu cầu mà chơi cu khách này kia đó thì lấy mấy con này nha, bao chơi khách luôn. Gặp người là gù. Rồi, cả nhà ai có nhu cầu thì liên hệ mình nha. Cảm ơn cả nhà đã xem video nha. Chào cả nhà nha.